Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án nhận 10 cái token WINN. Và để tham gia vào dự án này, mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả, sau đó làm các nhiệm vụ chatbot. Tiếp theo chọn Start này. Rồi sau đó nhập mã CAPTCHA. Tiếp tục chọn Continue. Rồi, sau đó thì mọi người join vào group Telegram. Quay trở lại này, follow Twitter và retweet bài đăng. Chọn theo dõi này. Rồi, ở đây mọi người sẽ like và retweet bài đăng. Quay trở về bot. Mọi người join vào Discord này. Rồi, chấp nhận lời mời. Rồi, mọi người gạt sang phải này và tìm đến nhóm của nó nhé. À đây rồi, đã join được vào rồi nhé. Xem có phải verify gì không. Rồi ok, quay trở về. Tiếp tục join vào Instagram và like cái bài đăng gần nhất. Rồi chọn theo dõi này. Mọi người sẽ mở cái bài đăng này của nó đi. Bấm chọn like này. Ok, quay trở về bot. Mọi người sẽ join tiếp vào kênh liên kết của nó nhé. Sau đó thì follow Twitter và retweet bài đăng ở trong kênh liên kết này. Rồi, ở đây thì mọi người chọn like và retweet. Quay trở về bot. Mọi người join tiếp vào kênh quảng cáo của YouTube, sau đó bấm chọn submit. Chọn done. Gửi profile link Twitter này. Rồi tiếp tục gửi username của Discord. Rồi sau đó thì mọi người sẽ gửi cho nó profiling của Instagram. Mọi người copy chữ Instagram này, dán vào đây và chỉnh sửa lại username. Rồi sau đó chọn Don này, nhiết này và gửi profiling của YouTube. Rồi sau đó gửi địa chỉ ví BEP20. Bấm chọn Static. Ok mọi người, như vậy mình đã hướng dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.